là đội hình chặt nữa để bắt đầu làm đan cái dương, đan cái liếp. Đấy là mít toan. Đấy là cái đội chị em nó còn bị đấy. Đấy là cả học trò, cả học trò đi cùng với thầy thì gọi là buổi ra ngoài đấy nhá. Đây mày thầy đang còn làm học cần. Sở trường các em đây là nặng không nặng chịu được. Thoải mái đi. Đấy. Chặt nữa thì làm bê. Kéo vô về xuôi. Đấy. Đây là cái dây rừng. Đấy. Đang chuẩn bị chặt. Cái này không được ăn cố không một ngày chủ nhật hai thầy lên rừng để kiểm măng kiểm tre. Sau khi kết bè ngồi xong thì cũng xin dân bản một ít gỗ về suối để làm nhà. Không nói bài bạc ở đây nhá. Đang mặt tiếp. Chắc chắn. Khách quý nha quý. Tiền này thì tôi đang làm tạch giăng. Rất đẹp trai, rất phong độ, cơ bắp cuồn cuộn. Tết lại, mang chiếc cột, tết lại, cột bên cây. Đưa cái giáo xuống đây cho mình không? Có cái giáo bên kia đây, lấy cho tôi thân cái giáo. Đây, lấy tôi thân cái giáo. Giáo to đấy hả? Thầy Toàn thì nhanh như một con sóc và khỏe như một con trâu mồng. Đấy. Bây giờ xuống ba thầy. Kiệt bê. Kiệt bê thì lướt nước. Lướt nước, lướt nước. Thầy Toàn thầy thân. Ba thầy Tinh. Ê, cháu đi chứ. Đinh Thân Toàn. Đinh Thân Toàn.
Đây là bản năng sinh tồn trong khu vực xung quanh thạc đáng ngừa tuyệt tinh cấp bạch đạt. Bạch đạt. Kè phá cậy ra tới, kè phải xếp cái gì mà có cậy nhanh đi. Ê, đi hết nè. Ai cậy đi. Đưa đây. Thầy Toàn đang kết cái bè. Kết bè và hôm nay sẽ kéo cánh. Và hôm nay chúng tôi sẽ ngồi uống rượu ở trên cái bè này. Uống rượu ăn thịt gà nướng và thịt ba chỉ nướng ở trên cái bè này. Mong anh em xem video này thì thì thích chi lại cho ít lắm. Lại cho chúng tôi. Mong thích chi tưởng được. Lái xe con mén. Thằng cây nữa nè. Ta không bỏ không đều. Chặt cây không đều. Anh là bãi cho anh cột, anh có em xin một cột nào luôn, cột hai cái đợt đấy. Em xuống một tí, cho anh đeo cái. Đúng rồi, lần nặng là bách khám được bách bốn. Thì tao đã một cục bè rất là chắc chắn. Thì em có thể lên luôn. Được. Thậm chí là có thể cầm bè lên đỉnh thác trượt xuống. Đổi một bó dòng bao trượt xuống như kiểu lượt bát. Thầy Toàn quá năng như lần đi ra đây. Đó. Rồi, rất là tuyệt vời.
Kéo lại đâu tên? Đó. Hiện nay chúng tôi đang thử cái bè và mời một em người dân tộc Thái, người bản địa đây. Để thế toàn thử rồi đúng không? Bây giờ tác giả của chiếc bè phải lên. Tác giả của chiếc bè phải lên và chúng ta phải xem. Chúng ta phải chín. Quá năng. Văn nội. Văn nội. Được, nồi, đẹp. Nồi. Sao đấy cũng hiểu người. Không hiểu người. Không cần gì em biết đây, quay này. Tôi nhớ năng quá. Bạn nội ơi. Bạn nội ơi. Quay cái đâu em ơi. Cầm đây đấy, kéo được. Này,